Vâng, sau đây em test cũng như là hướng dẫn bác chủ đấu nối cái bộ rì bao của C90M90 này. Bộ này nghi hay, trưng bày đẹp, đánh với những dòng loa cây, loa rì B vân vân. Nhưng là loa bass có thể là bass 40 lại nha các bác, công suất khỏe 410W. Gửi cho anh Hùng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nha. Hướng dẫn bác là mạch điện cắm điện 100V nhé. Bấm cái này vào. Rồi chúng ta phải bấm cái nút này nó mới nhảy, relay nha. Bấm nút start by. Đó, nó sẽ nhẹ. Rồi ok. Em đang cắm cổng CD nha, thì chọn CD. Còn con này thì chúng ta chỉnh bass chép trong này nha. Đấy. Còn đây là chuyển kênh, em đang kém CD direct thì mình chuyển qua CD direct thì nó mới nhận tín hiệu nha. Volume này thì để maximum nha các bác. Đây, to nhỏ thì ta chỉnh đây này. Hướng dẫn bác nha. Đây là kém đường CD, kém đường này nha. Đây, đường CD, đường vàng, đầu cuối cùng là về đây. Về cùng đây. Và đường út xuống âm ly là kém đường này. Đường ngoài cùng nhất nha. Là xuống đường CD rack. Ba đường này chúng ta kém đường nào cũng được. Nếu kém đường nào thì vặn chỗ con bao đường đấy. Còn đây là trạm loa. Con này đánh tới 32 ohm nha. Các bác gạt qua cần này nếu đánh nhiều loa. Từ 4 đến 32 ohm. Kém vào cổng CD này nha các bác, CD này. Và cổng xuống cái đẩy là cổng này. Ngồi cùng nhất. Lưu ý là điện 100V. Bác có mua bên em một cặp loa rồi thì bác theo dõi kênh và chọn mua cho mình bộ rề bao này để về nghi và trưng bày. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để bác chủ được xem ruột gan của sản phẩm nhé. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại này và mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video và các bác xem được video bổ ích và giải trí. Vâng, đây là ruột gan của con bao. Thì các bác biết sao mà em không mở con rề? Tại con rề nó không có gì để coi hết. Coi rề bao chỉ cần coi con bao thôi. Con rề nó chỉ có mạch thôi các bác, mạch chỉ tụ tiết rồi không có gì hết. Chủ yếu là cái con bao. Những dòng này thì sexy, nó là mã độc, nó dòng cao cấp nha, 410W chạy tăng phô, hai tăng phô riêng biệt cho mỗi kênh nha các bác. Cái tăng phô này nó ở cho nuôi kênh này, tăng phô này nuôi kênh này. Và nó 410W nên là nó chạy mỗi bên là 8 con sò. Có nghĩa là 1 2 4 4 xanh 4 đen nha. 4 xanh 4 đen. À, bên đây là cũng 4 xanh 4 đen. Nguyên một mạc luôn nha. Và tổng nó là 8 con xanh 8 con đen là tổng 16 sò nha các bác. Đây là vỉ âm sắc tổ để đưa ra sò và đưa ra loa. À, các bác thấy sexy máy bãi này. Mỗi bên là hai con tụ một nguồn nha các bác. Đấy. Rất là mới nha. Em cũng đã hướng dẫn bác đấu nối rồi, về các bác chỉ cần đấu nối như thế là ok, bạn volume thêm và thưởng thức thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chiều nay hàng đi cho bác luôn nhé.